Minh Thúy xin kính chào quý vị. Trung cộng với vũ khí siêu âm. Đó là lý do tại sao ngũ giác đài hiện nay coi Trung cộng là mối đe dọa đang gia tăng về mặt quân sự. Phần lớn người ta được nghe từ quân đội Hoa Kỳ về hỏa tiễn siêu âm là cách phát hiện, theo dõi và bắn hạ chúng. Nhưng tại Viện Hudson ngày nay, một tập hợp các chuyên gia về vũ khí hỏa tiễn và phòng không hỏa tiễn đều đồng ý rằng nếu Mỹ chỉ đầu tư vào quốc phòng, chúng ta sẽ rơi vào tình huống mà các nhà lý thuyết quân sự gọi là chiến lược áp đặt chi phí thí dụ chúng ta chi số ngân khoản x cho một vũ khí với hy vọng là khiến cho đối phương sợ và phải chi ngân sách nhiều hơn so với x để chống lại nó trong trường hợp vũ khí siêu âm phòng thủ là một hành động công kích tốt nhất ở đây ông roger jakim giám đốc của washington ronald reagan president foundation cho biết với các thành viên tham gia hội thảo đều đồng ý việc phát triển vũ khí siêu âm của trung cộng có các dấu hiệu của một chiến lược áp đặt chi phí ông thomas caraco một chuyên gia phòng thủ hỏa tiễn hàng đầu tại trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế nhận thấy rằng vấn đề là về mặt vật lý việc làm thành một hỏa tiễn để có thể bắn trúng tàu hay căn cứ quân sự hoặc là thành phố dễ dàng hơn nhiều so với việc chế tạo hỏa tiễn để bắn hạ các hỏa tiễn khác nhỏ và nhanh. Mỗi hỏa tiễn phòng thủ thường có giá cao hơn so với những hỏa tiễn tấn công mà nó bắn hạ và cần nhiều hỏa tiễn đánh chặn hơn như ta dự đoán từ những kẻ tấn công. Nhưng nếu muốn bắn hạ một hỏa tiễn bằng hỏa tiễn khác, thời điểm tốt nhất để đạt được mức thành công là trước khi hỏa tiễn được phóng ra. Vũ khí laser một ngày nào đó có thể phá vỡ vũ khí siêu âm này vì chúng cung cấp nguyên liệu vô hạn và tốc độ ánh sáng. Vậy thì hỗn hợp vũ khí nào sẽ là một thế mạnh để chống lại những vũ khí siêu âm của Trung Cộng? Caracol cho biết chúng ta có thể thử chuyển các bản áp đặt về chi phí. Nếu như Mỹ có vũ khí siêu âm của riêng mình, điều đó có thể buộc Trung Cộng phải chi một phần ngân sách thật sự lớn hơn của họ cho phòng không. Mỗi phần họ chi ra cho phòng thủ trên không có nghĩa là họ sẽ có ít tiền hơn để chi tiêu cho lực lượng tấn công. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.